Tất cả các thực phẩm đều có màu, nhưng không phải lúc nào cậu cũng biết được thực phẩm màu gì sẽ luôn ngon hơn. Hôm nay tại Thích Một Chiếc Đô Phút với những món ăn đầy màu sắc. Tớ rất thích dưa hấu. Ớt, tại sao? Nhìn này, đây là dâu tây. Ôi, không chỉ là một quả mà là cả một đĩa. Wow, thật là tuyệt. Nhưng ăn dâu tây không thú vị lắm, nên một chút kem ở đây rõ ràng không gây hại gì cả. Mình sẽ bơm vào như này này. Ngon thật đấy. Ngon quá. Đừng có nghĩ quẩn. Cậu có ớt, tớ có dâu tây. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Trời ơi, ít nhất một cái thôi. Cậu có cả một đĩa mà. Nếu chỉ một thì tớ sẽ không sợ tốn kem dành cho cậu. Nhưng tớ đồng ý. Cậu đang làm gì vậy? Cậu không thấy xấu hổ sao? Nghe này, nó thậm chí còn rất phù hợp với cậu. Thay vì hỏi tốt hơn cậu ăn ớt đi, hay là cậu yếu đuối? Ai yếu đuối? Không phải tớ. Tớ chỉ muốn đây, nhìn này. Và tớ không hề thấy cái cứu giúp. Chúng tớ cháy ở đây mất. Không, tớ có một cách chữa cháy rất hiệu quả ở đây. Thôi, tớ đã thấy sợ hãi rồi. Nó là cái gì vậy? Cậu đã đổ toàn bộ bể cá của cậu vào tớ rồi. Lở trong đấy nước bẩn mà. Không sao, tớ có cách để chơi khăm cậu. Hãy sẵn sàng cho vụ nổ đi. Không có gì khủng khiếp xảy ra cả. Thậm chí những miếng dưa hấu này vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn này, có gì trên mặt cậu vậy? Ôi, không phải mỗi của tớ mà mọi người đều có. Ừ, hay thật đấy. Ôi, cả của tớ cũng vậy. Wow, tớ thích Pringles. Tớ cũng rất may mắn, tớ có cả một đĩa donut này. May mắn sao? Đây mới là điều may mắn. Tớ cầm một bình Fanta. Tớ sẽ uống trước, vì cơn khát đã hạn tớ từ lâu rồi. Nào. Yummy. Ngon thật đấy. Và có rất nhiều gà. Trời ơi, kinh quá. Khi còn nhỏ, cậu không được dạy cách cư xử tại bàn ăn à? Sorry. Được rồi, không nói nữa. Đến lúc tớ ăn bánh donut rồi. Ôi, có rất nhiều, đủ cho tất cả mọi người. Không, cái này không đủ cho tớ ấy. Vì vậy, tất cả mọi thứ là của tớ. Hơn nữa, tớ nảy ra một cách ý tưởng để ăn rồi. Tớ sẽ xử lý như một ninja thực sự. Người ta hay nói samurai thực sự ăn thẳng từ kiếm của họ. Vậy nên là hôm nay tớ sẽ làm điều đó. Ôi, trông thật là bắt mắt và cũng rất ngon. Ôi, tớ cũng muốn. Ôi, tớ đã ăn rất no rồi. Tuyệt thật. Andy, đến lượt cậu rồi. Cuối cùng đến lượt. Tớ đợi rất lâu để ăn được nó. Nó đang vẫy gọi tớ. Xem có bao nhiêu cái này. Đây cả một tháp bim bim ngon nhất. Cái này sẽ là của tớ. Không, tất cả các bim bim này đều là của tớ. Từng mẩu bánh cuối cùng. Ôi, tham thật đấy. Chúng ta cần phải dạy cho anh ta một bài học. Tớ nghĩ rằng tớ thậm chí có một ý tưởng làm điều đó. Tớ cần dây chun của cậu em à. Cậu làm gì vậy? Trật tự, tớ làm một khẩu súng cao su để phá hủy hoàn toàn tháp của Andy. Tuyệt. Cậu làm gì vậy? Hãy giữ tớ, tớ ngã. Cứ ngã đi. Cuối cùng tất cả các bim bim này là của chúng tớ. Trên thực tế, chúng dành cho tất cả mọi người. Ngon thật đấy. Các bạn thấy có gì xảy ra với khuôn mặt mình chưa? Không chỉ của chúng tớ, của cậu cũng vậy. Thật. Ôi, vui thật đấy. Cầm món ăn đâu rồi? Ồ,
tuyệt, tớ thích phô mai. Còn tớ thì rất thích mì, rất ngon. Các bà may mắn thật đấy, nhưng tớ có trứng sống. Và tớ nên làm gì với chúng bây giờ? Thật là kinh tởm. Được rồi, tớ phải thử thôi. Ok. Tớ hy vọng ít nhất tớ sẽ không bị nôn. Kinh thật đấy. Em à, trời ạ, cậu uống trứng như nào vậy? Tớ đồng ý đây không phải là một kiến hay, nhưng tớ có một cái tốt hơn. Tại sao ăn trứng sống khi bạn có thể nấu chúng lên và ăn trứng rán rất ngon? Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ừ, cảm nhận thấy mùi trứng của tớ thế nào không? Ôi, tớ rất vui. Chỉ có cả tớ không biết cách lọt. Ôi! Ồ, một đầu bếp. Được rồi, không sao. Tớ vẫn còn món ngon ở đây. Tớ rất yêu mì. Nó không cần nấu, chỉ cần đổ nước vào. Làm rất nhanh. Nhưng ngoài ra cũng rất ngon nữa. Vì vậy, tớ rất thích ăn mì Hàn Quốc. Tại sao cái dĩa khi có thể ăn nhanh hơn? Cách thú vị đấy. Ồ, cậu nhìn thấy tóc của mình chưa? Ừ, bất cứ các bạn gái nào sẽ ghen thôi. Tất nhiên, bây giờ trông tớ một ngôi sao nhạc rock. Và tớ đẹp trai thực sự. Cố lên Jess, ăn đi. Tớ rất thích phô mai, vì vậy tớ nghĩ rằng tớ sẽ giải quyết nó nhanh thôi. Bạn thích ăn phô mai sao? Thế bạn biết ai khác thích ăn phô mai không? Chuột. Chúng rất vui khi được thử nó. Trời ơi, từ đâu ra vậy? Ôi, tớ chết mất. Tạm biệt nhá. Nhìn nó đáng yêu thế này cơ mà. Ôi, trông yêu thật đấy. Không buồn cười gì cả. Tớ rất ghét chuột và rất sợ. Mặt bạn bị sao vậy? Nó màu vàng kìa. Trên thực tế, không chỉ là tớ mà của các bạn nữa. Hãy nhìn lại đi. Ồ, hãy xem tớ có hamburger khổng lồ. Nó thật là lớn. Cậu mua chiếc bánh hamburger, tớ thì có đỗ. Thật là kỳ lạ. Các bạn thấy cái gì của tớ chưa? Đây là bắp cải xanh. Ừ, không may mắn chút nào. Thêm vào đó, cậu là người bắt đầu. Nào, đừng sợ. Tớ không sợ, chỉ là bông cải xanh thực sự rất khó chịu. Trời ơi, thật là kinh tởm. Ai ăn được cái này vậy, thật là khó chịu. Trời ơi, như đang ăn cỏ vậy. Có lẽ họ sẽ cố gắng làm điều gì đó khác trên loại thảo mộc này. Có vẻ như tớ cảm thấy rất tệ. Ôi, thật là khó chịu. Trời ạ, nó khó chịu đến mức đó sao? Đừng lo, tớ có một chiếc túi đặc biệt ngay đây này. Nhận lấy đi. Cứu. Ôi, thở. Ôi, cảm ơn nhá. Nếu không có gói này, tớ sẽ nôn mất. Em à, đến lượt cậu. Vấn đề chính là làm thế nào để mở chiếc lọ này ra nhỏ. Nhưng tớ có một cách. Móng tay. Tớ sẵn sàng làm cho bất cứ điều gì. Xong. Bây giờ chỉ với một cử động khéo léo của bàn tay có thể ăn tất cả hạt đậu này. Nếu cậu xong rồi thì tớ có thể bắt đầu món của mình. Bạn đang vội đi đâu vậy? Tốt hơn hãy bắt lấy đỗ đi Andy. Trời ơi. Đấy, cậu nằm xuống đi. Còn tớ với Jack sẽ ăn hamburger của cậu. Tớ hoàn toàn đồng ý. Hamburger thực sự rất ngon. Ngon thật đấy. Các cậu quyết định ăn tất cả không có tớ sao? Thực sự là tớ cũng muốn mà. Ê, cổ của các bạn làm sao vậy? Sợ là có màu xanh lá cây. Tớ không biết, nhưng tớ thích. Trông nó rất là tuyệt. Ừ, đồng ý. Ồ, Andy của cậu cũng vậy kìa. Ừ, rất đẹp. Và hamburger rất ngon. Các bạn không thể chờ đợi để mở khay cho chúng ta. Chanh vàng, hành lá và ớt đỏ. Tớ sẽ bắt đầu trước. Ớt thường, rất ngon. Có nghĩa là không cần phải sợ hãi. Ôi, dừng lại. Cay quá, cay quá. Trời ơi, nước, cho tớ nước. Ôi, hành hằng quá. Ít nhất cậu không có chanh chua.
Thôi, tớ đủ rồi, tớ không thể ăn được nó nữa đâu. Cố lên Mary, chỉ thêm một chút nữa thôi, cậu có thể làm được mà. Các bạn nhìn xem, tớ thắng rồi. Khi nào tớ có thể nhận giải thưởng của mình? Đấy, chịu đựng trong sự vô vọng. Andy, tai bạn làm sao vậy? Emma và bạn nữa. Ôi, của bạn có đôi tai vàng kìa. Andy nhìn này, tai tớ đỏ lên rồi này. Ồ, các bạn chờ đợi điều gì vậy? Đây là thử thách thực phẩm màu sắc mà. Các bạn đã sẵn sàng cho một thử thách mới. Emma, lòng đỏ. Andy, bông cải xanh. Và đĩa trứng cá muối đỏ. Trời ơi, tại sao? Thật là hèn hạ. Ngon quá. Thật là tuyệt vời. Tại sao tôi không được một miếng thịt hoặc một sô-cô-la lớn? Trời à, cái này không thể ăn được. Tớ từ chối. Các bạn không hiểu gì cả. Thôi, tớ không ăn được nữa đâu. Tớ không có gì trên thế giới tệ hơn bông cải xanh. Và họ không thích điều gì vậy? Cho tớ đây là thử thách tuyệt vời. Ôi, mút cả ngón tay. Tớ thắng rồi. Thật là không công bằng. 1, 2, 3, mở. Ồ, xoài vàng kìa. Wow, tớ may mắn quá. Cả một bát rau. No! Không, tớ đã không đăng ký ăn uống lành mạnh. Wow, caramel táo tuyệt quá. Ai sẽ bắt đầu trước? Betty cố lên. Không bao giờ, bây giờ bạn ăn đi. Thôi được rồi, cậu đã thuyết phục tớ. Tớ yêu caramel táo, tớ cũng vậy. Trời ạ, ăn rau của bạn đi. Ăn nó như thế nào nhỉ? Ôi được rồi. Chà, nhìn nó ngon lắm sao. Rất ngon. Tớ cũng muốn thử. Vừa tớ nữa. Monica chia sẻ với chúng tớ đi. Không, đừng có làm phiền tớ. Nếu vậy thì tớ sẽ phải dạy cho cậu một bài học thôi. Nhận lấy đi. Ai, đau quá. Tại sao Betty? Tại sao bạn lại ác vậy? Không thể xấu tính như vậy chứ. Phải ăn thật nhanh thôi. Ôi ư gì, tớ sẽ may mắn trong vòng tiếp theo. Xong, tớ xong rồi. Cậu ăn rau của bạn đi. Ôi không, để Cindy ăn trước đã. Tớ, thôi được rồi. Tớ chỉ cần dao. Bỏ nó ra. Đừng có sợ. Nó là cho xoài. Ôi, bạn ấy đang làm gì vậy? Ồ, Cindy đang cắt. Bây giờ nhìn này. Trình diễn đi. Bây giờ chúng ta sẽ ấn như này. Và thuận tiện hơn rất nhiều. Thơm và ngon làm sao. Không thể dừng lại được. Tớ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tuyệt thật đấy. Ôi, tớ cũng muốn thử. Và tớ nữa. Hoan hô, thật tốt, tớ có một cái nữa. Ôi, để vứt hột đi nhá. Trời ạ. Cindy, cẩn thận hơn đi. Ôi, bạn ấy không nghe thấy các bạn nữa đâu. Bây giờ các bạn ấy chỉ muốn ăn xoài thôi. Betty, bây giờ là bạn. Không. Làm gì với nó đây? Tớ có ý kiến. Tớ tự hỏi Betty định làm gì nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ không biết, chúng ta sẽ xem. Monica, nhìn tớ có bó hoa này. Đây là dành cho cậu. Tớ thật là đáng yêu. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ cậu phải ăn thôi. Trời ạ. Thôi, chắc chắn phải ăn nó thôi. Thôi được rồi. Các bạn, nhìn cổ kìa. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cổ của cậu màu đỏ kìa. Cindy, cậu cũng vậy. Ồ, tuyệt quá. Chuối ngọt ngào. Đĩa trống. Dưa hấu ngon. Thuốc ăn của tớ đâu? Nhìn thấy vỏ dưa màu xanh không? Đúng, cái này sẽ cho bạn. Chỉ đầu tiên tớ phải ăn hết phần cùi ngọt này. Ôi ngon quá. Không có gì ngon hơn chuối của tớ. Ôi, tớ rất thích vòng này. Andy, đây, vỏ xanh của cậu đây. Và tớ ăn nó như nào đây? Ôi, thật là khủng khiếp. Nó rất là khó và vô vị.
Ôi xong rồi, tớ ăn xong rồi. Theo tớ mọi thứ đều công bằng, tớ thắng một lần nữa. Wow, các bạn có nhiều màu hơn trên mặt này. Nhìn xem, thử thách đang chờ đợi. Dễ dàng. Emma có khoai tây chiên mù tạt. Andy dưa chuột với nước sốt mù tạt. Mary có củ cải với sốt Tabasco. Mary ăn trước đi. Có vẻ như một vòng rất cay, đặc biệt với Mary. Ôi, đây là nơi nỗi khổ bắt đầu. Cay quá, cay quá. Tớ sắp biến thành một con rồng, bắt đầu phun lửa rồi. Tại sao tớ có mù tạt mà không phải là tương cà? Nó không hợp với khoai tây một chút nào. Ôi, có vẻ như cần gọi đội cứu hỏa đến rồi. Ôi, vòng này hóa ra khó nhất với cả chàng trai. Nhưng ai cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Môi vàng, môi xanh. Và chỉ có Mary may mắn. Dường như cậu ấy đã tô son. Hay tiếp tục nhá. Mở nắp ra nào. Một miếng bánh, rong biển và hoa hồng. Ồ, cái gì đó mới. Hoa hồng, tớ nên làm gì với nó? Chắc chắn rất dễ thương, nhưng tớ tự hỏi có vị gì. Cơ bản là vị cũng rất tốt, tốt hơn là rong biển. Ôi, kinh quá, không thể ăn được. Tại sao tớ chỉ nhận được rau cỏ, không phải là một con cá yêu thích của tớ? Ôi, mọi thứ đều rất phù hợp với tớ, chỉ cần một chiếc bánh tuyệt vời. Tớ ước mọi vòng đều như thế này. Ừ, tớ cũng không bận tâm đâu. Ôi, các cô gái rất thích cái vòng này. Emma và Mary đã thắng, nhưng Andy lại không gặp may mắn rồi. Hay quá, rất ngon. Ôi trời ơi. Hoan hô vòng mới. 1, 2, 3. Ồ, Cindy có một miếng mật ong. Và Monica có một đĩa anh đào. Monica rất hạnh phúc. Đây là món yêu thích của tớ. Betty có kem. Nhìn đi đừng cảm lạnh nhá. Các cô gái hài lòng với vòng này đã sẵn sàng để bắt đầu rồi. Tớ có thể bắt đầu rồi. Ăn kem trước nào. Ôi, ngon quá. Tớ cũng muốn thử. Không bao giờ, tất cả là của tớ. Ôi, tớ sẽ không đưa món này cho bất kỳ ai. Betty cẩn thận, cậu không được ăn nhiều kem như vậy đâu. Có thể chứ. Phù, tớ no rồi. Ôi, lạnh quá, lạnh quá, trời ơi. Ồ, cậu nói đúng, tớ đang đóng băng. Trời ơi, pha trà đi. Oops, tớ không cố ý. Thôi được rồi, đến lúc tớ ăn anh đào của mình rồi. Ôi, ngon thật đấy. Ai? Tớ hoàn toàn quên mất bên trong có hột. Hãy cẩn thận, nếu không cậu sẽ không có răng đâu. Không buồn cười đâu, tớ nghĩ thì nó rất buồn cười. Chắc chắn rồi. Tớ có ý tưởng này. Tớ biết làm như nào để bỏ hết hột ra rồi. Bây giờ sẽ xong thôi. Ồ, Monica, cậu rất thông minh. Wow, tuyệt thật đấy. Đúng, trong một vài giây tớ lo loại bỏ tất cả các xương. Ồ, sự phát triển này xứng đáng với giải thưởng khoa học. Đấy, bây giờ có thể ăn anh đào một cách bình tĩnh và không sợ bị gãy răng rồi. Ngon thế. Hay thật đấy. Ôi, tớ ước tớ sẽ được thử một quả. Yummy. Cái gì? Còn một cái cuối cùng. Thật đáng tiếc, tớ muốn nhiều hơn nữa. Cindy, đến lượt bạn rồi đấy. Ok. Với niềm vui thôi. Tớ rất yêu mật ong, nó rất ngọt và tốt cho sức khỏe. Điều chính phải ăn nó rất cẩn thận, nếu không sẽ bị dính khắp người. Ôi, ngon thật đấy. Tớ có thể ăn mật ong mãi mãi luôn đấy. Cindy, chia sẻ với chúng tôi đi. Không, không bao giờ. Âm thanh kỳ lạ đó là gì vậy? Ôi không, ong, cứu, cứu. Tất cả là do mật ong. Làm thế nào để xua đuổi chúng bây giờ? Biến đi, biến đi.
Ôi, chúng nó đi rồi. Ôi. What? Hey, look. Ồ, tay tớ nhộm hết rồi này. Chúng tớ cũng vậy, tuyệt thật đấy. Tay càng ngày càng nhiều màu. Nhưng các bạn đừng ngạc nhiên, đến lúc vòng tiếp theo rồi. Mở thôi nào. Bắp cải luộc, măng tây và bưởi. Và Andy lại có rau. Hãy thử nào, so rong biển tớ cảm thấy không sợ gì cả. Ôi, ngon thật đấy. Ngô thật là tuyệt vời. Tớ muốn ăn nó không ngừng. Tớ phải thắng vòng này. Không, tớ sẽ giành chiến thắng vòng này. Không bao giờ. Tớ sẽ không cho cậu chiến thắng tớ đâu. Tớ đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Wow, tốc độ. Nhìn kìa, đĩa của tớ trống rỗng rồi. Cuối cùng cũng được.